Chào mừng các bạn đến với phần mềm kế toán Unico của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn cách nhập số dư đầu kỳ. Xin lưu ý với các bạn, phần mềm Unico X1 chia việc nhập số dư đầu kỳ làm hai phần. Một là số dư đầu kỳ cho các tài khoản không có chi tiết như tiền mặt, tiền gửi, nguồn vốn, v.v. Hai là số dư đầu kỳ cho các tài khoản có chi tiết như công nợ, công cụ nghiệm cụ, tài sản cố định, v.v. Trước tiên tôi xin nhập số dư đầu kỳ cho các tài khoản không có chi tiết. Chúng ta vào hệ thống, chọn hệ thống tài khoản. Nếu chúng ta nhập vào tài khoản tiền mặt, chọn tài khoản tiền Việt Nam và nhập số dư vào bên nợ. Đối với tài khoản tiền gửi ngân hàng, nếu doanh nghiệp có mở tài khoản tiền gửi bằng tiền Việt Nam, chúng ta chọn tiền Việt Nam và thêm tài khoản con cho tài khoản tiền Việt Nam, ví dụ ngân hàng Á Châu, và nhập số dư vào bên nợ. Và bấm ghi. Trường hợp doanh nghiệp có mở tài khoản ngân hàng bằng tiền ngoại tệ, chúng ta chọn tiền ngoại tệ và thêm tài khoản con cho tài khoản ngoại tệ, ví dụ ngân hàng Vietcombank. Chọn loại ngoại tệ, ví dụ là USD, và nhập số dư tiền Việt tương ứng với tiền ngoại tệ. Sau đó bấm ghi. Đối với tài khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, chúng ta chọn tài khoản con của tài khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và bấm số dư vào bên nợ. Đối với tài khoản nguồn vốn kinh doanh, chúng ta chọn danh mục nguồn vốn chủ sở hữu, chọn tài khoản con của nguồn vốn kinh doanh và nhập số dư vào bên có. Cuối cùng bấm ghi để lưu lại. Đối với các tài khoản khác, chúng ta cũng sẽ nhập tương tự như vậy.